thôi. Thấy cưng ghê quá à. Thôi đây đi, cho mẹ đi vô nha. Rồi một xíu mẹ ra mẹ cho con ăn mẹ nha. Gì trời? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Bấm luôn rồi trời! Bấm ơi Bông! Bông ơi! Má nó buồn ngủ khốn nạn nào vô nhà tao cắt chết! Ở lại trời! Dạ tôi bà không chờ mất anh còn rồi! Ở lại trời! Ủa cái gì vậy? Cái gì cơ? Anh coi nè! Em đưa ba con chó cho anh lên lãnh mẹ ra sao cái giờ đó ăn cắp chó của em rồi nè. Em đưa ba con rồi ăn cắp hết cái ăn đồ rồi ăn cắp lên cái xích đồ nữa nè. Coi nè, coi tức không? Thôi em đừng có tức nha. Đã chỉ cho sao vụ gì không chỉ xong thì bây giờ nó lấy thằng con này, chẳng lẽ nó không qua nó lấy thằng con nữa đúng không nào? Đúng rồi, em cứ để bình thường đi đúng không, để cứ yên nghĩ cái anh kiếm cái nào có anh dừng. Nó qua, thế nào nó cũng qua nữa à. Chắc vậy đó. Ừ, chắc ăn nó được một con thì nó sẽ ăn cắp được con thứ hai, con thứ ba. Ăn cắp quen tay cũng là quen mắt. Chiến này em phải bắt được nó. Em phải canh em bắt được nó mới được. Ừ. Vậy đó nha. Chửi ôm sụm cho bà con nói sớm tay nhìn tay tự chết luôn. Rồi em cảm ơn nha thôi. Ừ. Em không chửi nữa. À, chưa nó ra. Nuôi ba con chó bắt hết một con. Ui. Mà lâu dữ vậy trời. Nói là chàng bà hỏi cha đó, mất một con rồi thôi đi, bữa nay nó mất từ một con nó mất hai con đó. Tại sao vậy? Có chuyện được không? Ồ. Nghĩ sao vậy? Ủa cái gì nữa vậy? Gì vậy? Đợi em muốn xây cái nó vô nó lấy thêm con nữa. Ờ vậy hả? Em quyết định đến canh mà em cũng quên. Nó lấy một con nữa rồi kìa. Canh mà ngủ quên hả? Mà canh mà để đây rồi sao mà canh được? Ở đây khó khăn lắm, tại vì nó vô đây được là nó thấy mà cưng rồi đúng không? Anh chỉ chưa? Mình muốn canh được mình phải đem cái lòng chó ra để ngoài đường đó. Nó không có để ý là ngoài để đường. Để ngoài đường đúng không? Ừ, nó dễ mẹ đây. Nó dễ hơn đúng không? Ừ.
thấy không, đúng không? Thấy được. Bắt bây giờ để em cắt ra đây mình canh. Đúng không? Rồi. Đi đây cũng lao sùm bà con ta ngủ ngay nhé. Rồi rồi anh đi về đây em biết rồi. Bữa nay tao canh ha. Tao canh tao quýnh cho chạy với cái tay lên cái tội đó ăn cắp chó. Trời ơi là trời, chú Quân ngủ khốn nạn là nó lấy luôn cái chuột chó rồi trời. Má nó gà nó là bất á. Trời ơi là trời. Ủa, đất coi là đó. Cái gì đó em nhớ. Em để theo cái gì là ấy của anh đó. Theo cái ý của anh đó. Bắt luôn cái chuột chó luôn rồi. Rồi em có canh không? Có canh. Có canh sao bác? Ngủ quên. Trời là trời canh ngủ quên. Không, nghĩa là anh có cái ý này hay lắm mà. Sao anh? Ý gì anh? Đi mua chó khác mới mua đi nha. Ủa là bây giờ là mua chó mới hả? Ờ đúng rồi. Thôi khỏi đi má. Nghĩ sao ba con đó 12 triệu bạc đó trời. Thì mua cái khác đi giờ là mắc rồi sao? Thôi khỏi đi. Chứ đừng đứng đây giữ hoài làng sớm này nghỉ hè được cho lại khác luôn. Đi mua cái khác nha. Bởi chậm quá à. Anh cho em gửi cái chuồng chó đây đi. Rồi vài bữa em qua em thấy sao nha. Gửi chuồng chó hả? Hả? Thì ra là bà. Bà là gì? Này tôi quen quen lắm. Bà phải không? Thì coi như em gửi anh con chó đó, đó. Cảm ơn nha. Nha. Rồi. Nha. Rồi. Chừng đó.